Hello, chào các bạn, mình là Simi đây. Video nào các bạn có nhìn thấy mình phối đồ với đồ lá khách đúng không nào? Hôm nay là mình sẽ đổi gió, mình sẽ mặc cái đầu kiện xoay nhá. Nhân lúc là game của đây là vòng quách kiện xoay các bạn ơi. Bây giờ là mình sẽ mặc cái đầu kiện xoay nha. Mình đã xem video rất là lâu để các bạn nhưng mà lâu rồi mình không mặc cái đầu này ấy. Bây giờ là mình sẽ quay để sẽ có gì để đổ không nhá. À, cái bông keo này các bạn ơi. Bởi vì là kiện xoay là mình có rồi mà, thế nên bây giờ là mình sẽ quay lấy bông keo nhá. Ok luôn, quay cho có nha các bạn ơi. Để sẽ làm 10 hộp của bông keo nha các bạn. Mình nghĩ là ra đấy cũng chỉ vẽ dài dài kìa, trời ơi. Mình có cả bộ rồi gần á. Ok, bây giờ là mình sẽ mở lốt cái này để xem mình còn được cái bông keo nhá. Được này các bạn ơi. Ok luôn, bông keo này hình như là lúc trước nó tặng free hay sao, hay là bán free nhờ. Anh nhầm, đã gọi là bán thì sẽ là free. Nhầm. Kiểu như là lúc trước rất là dễ lấy sao, nhầm, không nhớ lắm. Ừ, mình cũng nhớ là cái bông keo lúc trước lấy kiểu gì, nhưng mà mình cảm thấy là dễ lấy kiểu gì. Bây giờ là mình lại phải quay kiểu như là dùng bằng kim cương này. Trời ơi, trông sao mình nhiều kim cương mà cứ quay cho cỏ đi nhé các bạn. Ok luôn, rồi đã sử dụng bông keo kỳ dạ xoa, bông keo dạ xoa này các bạn ơi. Trời ơi, bông keo này nhìn bình thường mà mình lại lấy làm gì nhỉ? Chứ là lấy cho cỏ nhé các bạn ơi. Ok, thì bây giờ là trang bị cái đầu kiện xoa vào nha. Bây giờ là mình sẽ phối nha, để đẹp cho có thể nha các bạn ơi. Ừ, ok, đây, mình sẽ ổn rồi đấy các bạn. Ok, không phải dòng nữa, bây giờ là mình sẽ vào trận để leo thị chiến nha các bạn ơi. Và xem là kiện xoa của con sợ như xưa không nha các bạn. Ừ, mình nghĩ là không đâu. Ok, let's go. Ok, mình đã vào trận đấy các bạn ơi. Để xem là mình có phải sừng nhiều không nha. Để xem là mình bắn như thế nào thì các bạn ơi. Mang sừng mà bắn gà là không được. Thế nên bây giờ là mình sẽ bắn thật là hay nha các bạn. Ok luôn nhá, đây đây. Úi dồi ôi, vai phun bắt đầu này các bạn ơi, trời ơi, ra đạn bắt đầu luôn đó. Úi dồi ôi, cầm sừng đi phát đá, cảm giác bản hai ngân hẳn các bạn. Từ mới có một đứa đâu ấy mà chưa chứng minh được gì các bạn ơi. Đây đứa thứ hai này, úi dồi ôi, từ úi ôi, hai đứa ba đứa này từ bình tĩnh đấy. Úi ôi vãi, yếu ôi nha, bình tĩnh. Úi ôi, mình yếu với các bạn ơi, không phải là yếu với các bạn. Trời ơi, từ này đã kia quá đẹp tình bạn được kia mà tên ngắm người đứa đang đốt làm gì. Đây này, úi dồi ôi, vỡ đầu luôn này. Quá đã tính qua kêu mà bạn kia mất kêu mình rồi. Trời ơi, thôi sao ad kia cũng được mà, coi trọng gì đâu. Lúc trước là mình cũng rất thích mặt đầu quỷ đấy các bạn ơi, nhưng không hiểu vì lý do gì mà kiểu mình đổi từ đầu quỷ sang đầu lăng khách thì các bạn. Chắc là đầu lăng khách là kiểu nổi hơn thì các bạn ơi, hay là kiểu hot hơn nhở, hay là kiểu nhìn đẹp trai hơn. Ừ, kiểu như là mình tìm mặt đầu lăng khách thì các bạn, còn đầu quỷ là mình quên rồi thì các bạn ơi. Trời ơi. Lúc trước là mình cũng có mặt đầu quỷ các bạn, xong thì mình còn bị nói là sừng nhựa các thứ ấy, xong thì kiểu như là mình chẳng mặc luôn đi các bạn ơi. Đây đây, úi rồi, thế nên là mình đã đổi từ đầu quỷ sang đầu lăng khách các bạn ơi, mà đồ khác mặc đầu lăng khách suốt đi các bạn. Trời ơi, úi rồi ôi, ok, hai đứa đơn giản liền, từ hồi máu sau là mình sẽ xử lốt nha. Úi đây 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 đây, đây. Này, úi rồi, đục giữa mình hay mạnh vãi, úi kìa, hình như là thì không ở ra với các bạn ơi, thế mà sự bắt mình hay thích vãi thế. Trời ơi, mà người mới viết là lò chết ở đấy các bạn ơi. Trời ơi, căng thẳng thật sự đấy. Mình đang không biết là lên mua khẩu là kiểu là lạ một xíu các bạn ơi, kiểu một khẩu súng kia mình bắn nhiều quá các bạn, thế nên là mình muốn kiểu đổi giọt bằng một khẩu súng kiểu mình ít bắn đi các bạn ơi. Úi rồi, ơ vãi, bạn nào cho mình khẩu không bột đấy các bạn. Úi rồi ôi, lại vào triệu hồi con chó để bắn à, trời, lại về cho chó đi sủa rồi. Map này thiết mà súng xa hơn, tại sao mình cầm toàn súng gần này nhờ. Ừ, bạn mình làm sao ấy. Vì là kiểu súng gần, thế nên bây giờ là mình sẽ đẩy thẳng lên luôn đi các bạn ơi, chứ kiểu súng lại ở nhà là sao bắn được đó. Thế nên là bây giờ là mình sẽ liều đẩy thẳng lên luôn nha, sợ gì đâu các bạn ơi. Úi rồi, sợ đấy. Từ may nhà mình mang keo thường này các bạn ơi, keo thường là kiểu mình tự tin bản hơn đấy, kiểu như là mình không sợ các bạn ơi, còn keo thần kỳ là mình kiểu hơi rén đó. Thế nên là mình cầm keo thường á, mình không sợ đâu. Nào, ai ra đây xem nào, mình sẽ bắn hết nha. Đây đây, này này, ui ôi vãi. Ui ôi, mình còn có 3 máu đấy các bạn ơi. Trời ơi. Trời, từ. Trời, sợ vãi, bình tĩnh. Hồi máu sau là mình sẽ xử nốt nha. Còn ai còn sống mình sẽ xử nốt nha các bạn ơi. À, còn ở trên này thì các bạn từ. Ui đấy, cầm tại súng gần này là sao bắn được nhờ đó. Trời ơi, Uzi cũng gần mà không bồi cũng gần mà súng bắn 12 cũng gần đấy, thế nên là được thẳng lên luôn nha các bạn ơi. Đây. Ui giời, này này, sủa cắn này. Hay cốt vãi các bạn ơi. Trời ơi, kiểu con xấu xí ba này kiểu vẫn là bắn mình kiểu thấy buồn cười kiểu gì các bạn. Ừ. Bắn mãi vẫn thấy buồn cười các bạn ơi. Trời ơi, ok, còn hai đứa nữa các bạn. Bây giờ là mình sẽ tìm cách để bắn nó nhá. Bây bắn kiểu gì ấy nhỉ? À, mình sẽ đẩy lên cái đằng lốp xe này các bạn ơi. Mình sẽ lấy cái lốp xe này, mình sẽ bắn từ đằng sau nhá. Bắn lén đấy các bạn. Ok. Đây, biết ngay mà. Bắn lên này các bạn ơi. Này, đó chưa? Ui ôi, vãi. Kéo tâm trực cái phá đầu không là lột chết mình gửi đấy các bạn ơi. Trời ơi, chưa? Ui, đứa nào cũng yếu với các bạn ơi. Từ. Ui ôi, còn nói bây giờ là mình sẽ tìm cách xử nó nha các bạn. À, đây. Cắn này. Ủa, qua kêu liên tục cái này nhờ. Ủa, trận này dễ vậy sao? Trời ơi.
Ui, map đẹp của các bạn ơi, nhưng mà tiếc quá ấy, không ai chơi thần kỳ. Trời ơi, thôi sao là chơi bây giờ là mình sẽ bán bình thường nhá, không tanh bo thì các bạn ơi. Trời ơi, hôm nay không tanh bo được rồi bởi vì là có kết thần kỳ đâu. Cái map này là sẽ phải leo được, thế nên là bây giờ mình sẽ bàn thắng luôn đi các bạn ơi. Mình để ý là nãy giờ là team mình không chết ấy nhở. Ừ, team mình nãy giờ còn sống nguyên cả team ấy các bạn. Trời ơi, team mình sống dai quá ấy, sống dai thành huyền thoại luôn. Cảm giác là tiên địch boss nhở, nãy giờ không chết được team mình luôn thì các bạn ơi. Trời ơi. Căng quá các bạn. Ok, bây giờ là mình sẽ chốt luôn 4-0 cho nhanh nha, không câu giờ được các bạn ơi. Nào, đang này này. Ủa rồi. À đây đây, này này, one shot luôn. Úi giời ơi, khẩu này khóa shot làm các bạn ơi, nhưng mà one shot được lớn là thích các bạn đó. Ok, gạt luôn nha. Trời ơi, ok mọi đứa ơi. Là còn đứa nào nữa nào, bây giờ là mình sẽ xử lốt đây 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 đây. Đây. Úi giời ơi, từ solo à? Solo 04 à? Ừ, từ. Đây đây. Này, ok. Ôi giời ơi, chưa. Trời ơi, nó chạy nhanh nhở. Này. Úi giời ơi, vãi. Ủa, thắng rồi á. Trời ơi, tìm bắn nhanh vậy trời. Từ xem nào chứ. Trời ơi. Hai lần qua đã kêu như vậy chắc chắn là MVP rồi đó. Đấy. Quá đơn giản luôn. Trời ơi, ui chuỗi thắng 3. Trời ơi, mình cứ thắng lại thua ấy các bạn. Thế nên là chuỗi thắng thấp quá ấy các bạn ơi. Làm tư sao ấy này. Ui ôi, team mình cần một kill ấy này nhờ, mình gánh cả team luôn đấy. Ui, team địch còn tệ hơn các bạn ơi, team địch toàn không kill các bạn ơi. Trời ơi, team mình bắn gắt quá ấy, thế là team địch không kịp thở nổi các bạn ơi, bất lực luôn đấy. Lâu lắm rồi thì mình không nhận được chiến các bạn ơi, thế là bây giờ mình sẽ chơi thêm một trận đấu đá chiến nữa nhá, cho video dài hơn nha các bạn ơi. Ừ, mục đích chính vẫn là video dài hơn đấy chứ, đấu đá chiến thì cũng có gì hot được các bạn, thế là mình sẽ thử một trận đấu đá chiến nữa nha. Ừ. Chủ yếu là cho video dài hơn thôi, bởi vì là chơi chiến vẫn là ngắn quá ấy, các bạn ơi. Team mình bán đạo quá ấy, thế là kiểu thắng nhanh quá ấy. Thế nên là mình sẽ làm thêm một trận đấu đá chiến nữa nhá. Độc lang chiến thì quá là bình thường rồi, thế nên là mình có nhờ một bạn trong quân đội của mình vô treo cho mình đến cân 2 nha các bạn ơi. Cân 2 cho căng thẳng hơn một xíu nhá, chứ bán bình thường thì đơn giản quá ấy. Đây, cứ cân 2 cứ đặt vào đầu thế này thì nó sẽ đỡ được nhờ. Ừ. Độc lang chiến giữa từ chiến nhiều các bạn ơi, mình cảm thấy vậy ấy. Mình tự tin là mình sẵn trận này rất là đơn giản thôi đó. Ui ôi, hai bạn này mặc đồ giống nhau đấy các bạn ơi, đồ cặp hả chơi. Úi giời ơi, đáng yêu vậy. Hai bạn này mặc đồ kiểu như là đồ boss đấy các bạn, đồ boss đồ cặp ấy. Ừ. Đáng yêu vãi. Ok, vì sự đáng yêu đó thế là mình sẽ chúc các bạn 5-0 luôn nha. Rồi ngang ngược quá trời luôn đấy. Mình đã mất rất nhiều cương để quay được khẩu thông sơn bảo săn thì các bạn ơi, thế nên là bây giờ mình sẽ cầm khẩu này lên chơi để cân hai luôn nha các bạn. Ok luôn, khẩu này rất là mạnh các bạn ơi. Ui ôi, từ từ. Ui ôi, mạnh cái gì vậy? Mạnh mà thế này à trời. Chắc là do mình mà người thế nên là hơi yếu các bạn ơi. Bắt đầu là nó chết mình rồi đấy. Trời ơi, ok. Còn một thanh niên bên này thì các bạn ơi. Ok, bây giờ là mình sẽ lên bên trên giết nó luôn nhá. Liều lên luôn nha các bạn. Từ từ. Ơ kìa. Ủa các bạn ơi. Lại nha, mình sẽ không bán ẩu được các bạn ơi. Bây giờ là mình sẽ bán đàng hoàng nhá. Thẳng luôn cho nhanh như các bạn. Ừ, câu giờ làm gì nhiều. Đây, úi ôi. Này, ức chưa? Ủa, khẩu này kéo tâm kiểu gì vậy? Do mình kéo tâm kiểu gì chứ này, do khẩu súng này đâu. Ủa, mình kéo tâm kiểu gì vậy trời? Kéo máy trở lên đâu ấy này nhở. Ui dồi ôi, ok, bây giờ là mình sẽ không để làm lại sai lầm thì các bạn ơi. Bây giờ là mình sẽ đặt keo trước khi mình lên nhá. Như vừa nãy là bạn chết mình liền thì các bạn ơi. Trời ơi, ok. Nhạc nào cũng nhảy, súng nào là mình cũng bán được các bạn ơi. Thế nên là bây giờ mình sẽ lên đây thẳng luôn 5-1 nha các bạn, không câu giờ nữa. Ok, súng tụ của mình là bên 5 mà, lo gì đâu nào. Ok. Này, ủa, hai bạn có ổn không vậy? Tại sao được ghi cái này nhở? Ủa, trời ơi. Đừng làm chuyện đó là dễ hơn thế này chứ. Mình muốn là căng thẳng cơ. Thôi thì thẳng luôn đi các bạn ơi, không mất thời gian nữa. Ok, thẳng để kết thúc video thế nào. Và các bạn ơi, xem đến rồi các bạn đừng quên cho mình xin một like được kênh và đừng quên bấm chuông đăng ký để nhớ thông báo video nhá. Đừng quên xem chùa thì các bạn ơi. Ok luôn, được cuối đôi nào, xử nốt nha. Ui ôi, để vợ chết mà chồng vẫn ở đây à? Đây, vợ chồng của nhau đúng không? Ok, đây. Này, ui ôi, từ bình tĩnh đấy. Ui, xử lý cũng nhanh nhẹn nha. Ok, nhiều nhanh đến đâu bằng mình. Ui, từ, nguy hiểm phết đấy. Ok, lên luôn nào. Ui dồi ôi, nhờn luôn. Đó, thắng rồi đấy các bạn ơi. Ok, chắc bây giờ là mình sẽ dừng video nha. Và đưa mình cho xin một like kênh nhá. Và đừng quên bấm chuông đăng ký để nhận thông tin video các bạn. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các video theo nha. Bye bye.